chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Thì vô tình đến cái trạm coi như là dừng chân, thì coi như là phát hiện thấy có hai ba ngôi mộ. Thì không biết như thế nào mà hai ngôi mộ này ở trên cái phần mộ là đồ chơi trẻ em không mà cả nhà. Thì bây giờ Thi Lê sẽ cùng vào đây, sẽ quay lại những cái cảnh này, quay lại những cái cảnh này và để hỏi người dân nơi đây ở ngôi mộ này như thế nào nha cả nhà. Đi đâu hay Dũng ha? Bắc Nam. Ủa này chở xe hơi không ạ? Này đồ chở hàng. Chắc ở đây cũng có chắc xin số đề ở Dũng. Có. Thấy đầu gà nè. Nè. Này phải đầu gà không ta? Cái xương gì Dũng? Bánh trái rồi nè. Nè cái xương gì nè. Thấy cái xương gì không? Bánh trái gì? Thấy cái... này như là mộ em bé không? Cái này á là coi như là không có để tuổi luôn. Mà mất ngày là 2/19 3/3/2019. Này 4/4/2017. Ờ. Pháp danh như bên này Diệu Liên, bên này là Diệu Hèn. Cái này 2/19 luôn. Ủa bên đây cũng 2/19 luôn. Là lập cùng rồi. Không. Cái này tháng 12, này tháng 3. Thì bây giờ cả nhà cùng nghe cái người cô này. Cái người cô này cũng là cái người giữ mấy ngôi mộ ở đây nè cả nhà. Cô ơi, cô cho con hỏi, giống như là con đi ngang qua đây thì con tiện dừng chân á, nhưng mà con thấy giống như là phía trong đây thì có hai ngôi mộ mà để toàn là đồ chơi trẻ em, búp bê nọ không mà. Thì không biết là hai ngôi mộ này là có người dưới không hay cô ha, hay là có gì? Cái này là ngày trước á, là ở chỗ đây là nó dặm gì cây cối gai gốc không à. Dạ. Và mấy bà phải đi xin đó, mấy bà phải đi xin số thì mấy bà phải đi ra đây tiểu. Dạ. Thì phải thấy cái một cái hộp lon bằng sữa thì nó bọc trong mấy cái khăn trắng mà mình lau chén á. À. Thì là mấy bà nó không có biết, mấy bà nó mới lôi lên thì mới thấy mùi tanh mùi hôi quá đi, mấy bà nó mới nhét xuống. Rồi bây giờ phải nói với cái ông quầy ở đây này. Yeah. Là bắt đầu ông đi ra thì ông cũng quay ngày, mình cũng quay ngày có trước mình lấy cái thùng mì tôm á. Yeah. Mình làm giống như cái quách của nó. Yeah. Bắt đầu cũng quay ngày coi thầy làm đầy đủ cho nó, là bắt đầu mình điểm lại, mình chôn xuống dưới đây, rồi các thầy đến thì các thầy đặt pháp danh cho nó. À, là... còn mình người phàm sao mình dám đặt pháp danh, mình đâu biết cái pháp danh gì mà mình đặt. À là coi như là những cái thai nhi mà chết rồi rồi xong xuôi là cái này là còn là một cục máu bự. Con nhỏ bên kia á là nó ra hình người rồi. Yeah. Là đầy tủ tay chân luôn á hả? Ừ. Đó là một buổi sáng cũng như vậy nè, tôi lên tôi quét dọn là chôn bên kia trên cái miếng đất trên đây chứ không có phải là xuống đây. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu là cũng cứ người đến thắp nhang á thì sáng tôi lên mà cái đặt nữa là ở ngoài biển đây người ta chết biển, chết tàu á, chết ghe đi biển á. Dạ. Yeah. Vớt được mấy người và còn một người nữa mà tìm không thấy, mà cứ chạy lên chạy xuống, tôi biết ngồi ở kia buổi sáng mà thấy mùi nó tanh nó hôi lắm, chịu không có được.
Dạ. Tôi đi về tôi đau đầu lắm, tôi đi về. Về xong đến chiều, đến trưa 12 giờ ông lên. Ông lên thì ông ra ông thấy có một bình bông trắng với hai hộp sữa với một cái bị bóng điên với mấy tờ báo dục ra ngoài, cái là một cái chén là để ra ngoài. Ông nó về ông mới nói ông nó là người ta chôn nữa đó. Có cái con nhỏ nó ở ra mà nó chồng ở trong Sài Gòn á, nó cũng ra nó thắp nhang, thì nó thắp nhang xong rồi về báo mộng của nó là em xuống đây mà nó kêu cái người nó là mẹ luôn. Nó nhận là mẹ thì em xuống tay xây để xây trước rồi chờ cái ngày để bốc. Mấy thằng sáng nó ra nó đặt luôn, mình mới xây xong nhé, mình xây để mình chờ cái ngày bốc. Là ông nó vẫn biết nhưng mà ông đưa cái cây kia cho nó sập xuống, cái cây này này cho nó sập xuống để cho nó cái lá nó tùm lum lại cho nó không có biết nó không có chui vô nó đập nữa. Nhưng mà sáng nó vẫn đập, canh đêm nó vẫn đập. Nó đập xong thì thôi, thì bây giờ mình phải chịu. Là đến cái ngày đó là bốn người bốc xuống, bốn người bốc xuống là bành bự luôn, nó đầm ở trong cái tờ báo, xong là trong cái bị bóng nữa nó đút vô trong cái bị bóng. Cũng làm đầy đủ cái quách nhỏ cho nó, cũng làm đầy đủ luôn. Chồng cũng chôn cách đó rồi thầy đến đặt tên cho nó. Bên kia cũng một cái à. Đâu, ở bên kia một cái nữa hả? Bên kia đó cũng là máy vậy đó. Nhưng mà cũng là bé trẻ sơ sinh luôn hả? Là mình thấy là nó bỏ một cái bọc. Là cái của nó khá là còn đang một bọc máu, rồi nó bỏ bên đó. Rồi thắp nhang. Rồi bắt đầu là người ta đi dài dài bắt đầu. Người ta cũng xây lên cho nó, rồi xây nhà xây. Nhà xây rồi bắt đầu cũng là máy, mấy thằng xã nó ra nó cua. Nó cưa đi rồi bắt đầu mấy ông đường tàu, mấy ông giấy làm được đường tàu, mấy ông mới làm lại á. Vậy hả cô? Vậy là con nói chung là ở đây có ba ngôi mộ này cũng rất là bốn ngôi. Trong kia là cái ngôi đầu tiên. Nó cái chỗ mà thiện lợi đó cũng là thầy người ta đặt sắp danh với mình đâu có biết. Nhưng mà cái đó là cũng là sơ sinh luôn. Cái đó là nó bỏ đó mà mình cũng không có biết. Là coi như là nơi đây là bỏ những cái mà sinh linh coi như mà. Thì đó, thì ý nhân nó nói á là ở đây có cậu, người ta cúng nhiều là nó hưởng cái lộc của cậu, nên là người ta toàn đêm đến đây người ta bỏ. Cái thì mình thấy thì mình làm, còn cái mà mình không thấy là bỏ vơ bỏ vết nó khô nó hay là chúa mèo nó công thì mình không có biết được cái đó. Mà ở đây thì nó bỏ nhiều đó, không ít đâu. Thì mình thấy thì mình phải làm. Mà cô cho con hỏi nè, cô là người là cái người chịu trách nhiệm mà đốt nhang cho mấy bé mỗi ngày ở đây đúng không? Thì ngày nào cũng phải đốt ở đây. Thì từ đó đến giờ có khi nào cô đốt nhang hay là cô giữ mấy bé ở đây vậy nè, cô có thấy những cái chuyện mà tâm linh thiêng gì không cô? Ủa, có chứ. Những cái người tôi chứng kiến ở đây vì cái con nhỏ này nè, là ông xã ở nhà là nó là lấy tên tuổi giống như thể là ba nuôi nó. Là giả sử mà có cái xác về, cái xác canh rong của nó về, là trong gia đình nhà mình có những thứ gì là nó nói, nó chỉ dẫn cho nhà mình. Hay như những cái bếp nút mình làm, cái bếp ga mình để nó không đúng chỗ thì nó chỉ cho mình. Còn như người khác á, người ta đến người ta gái chứng kiến luôn, mình cũng thấy luôn là nó nói là, nếu mà con linh thiêng á thì con uống sữa đi, cô gì thấy gì biết. Cái hộp sữa tự nhiên nó cứ phụt lên, nó chạy ra. Bây giờ mình cấm hộp sữa mình để đó có 3 ngày 4 ngày nó làm sao chảy ra. Nhưng bây giờ người ta giấy xong, người ta nói quả thật con linh thiêng thì con uống sữa, nghe sữa nó chảy. Như vậy đó. Là tổng cộng ở đây là có 4 ngôi mộ. Đó, mấy thằng xe nó ra nó lụm hết. Tôi một cái này mà kể nó, mình cầu cho mình làm như vậy mình được cái phước. Đúng rồi. Chứ đâu mà tôi đâu có ăn uống cái gì ở đây. Đúng rồi. Cái duyên của mình thì mình phải đến mình hầu hạ ở đây thôi, chứ công chuyện nhà tôi nhiều lắm chứ đâu có rảnh đâu. Mà biểu cứ muốn đi đến đây, nhiều người đến đây mà không có được. Mình phải có duyên thì mình biết ở đây rồi. Dạ. Thì coi như là hồi nãy đáng lẽ là thường thường là con ghé cậu bên kia kìa. Và tự nhiên cái con nhìn vô đây con thấy từ xa là con thấy nguyên đóng đồ chơi rồi. Khác hết đi là nhìn nó dễ hơn. Còn mấy ngày trước á không cho khác. Dạ. Mấy thằng sản nó thấy là nó vô. Mà cô cho con hỏi nè, chắc con nghĩ ở đây chắc cũng người ta xin số đề nhiều ha. Người ta xin á là nói trôi trúng nhiều. Nên người ta cúng búp bê chết nhiều nên nó cũng lấy búp bê đi. Mà bây giờ tôi nói người ta khổ người ta mới đi xin. Như giàu có người ta đi xin làm cái gì, đúng không? Nó không ai mà đi giàu có mà đi xin làm gì hết. Mình luôn mình làm. Đây người ta bình cùng quá, người ta khổ quá thì người ta phải đi xin chứ. Mai kiếm được 5-3 lôn gạo cho con người ta ăn thôi. Chứ cho là chia cho một lần thôi, chứ đâu mà cho cái ngày này cho ngày mai cho, chứ khỏi phải đi làm cái đi xin số ăn. Dạ. Tôi nói thiệt.
cái đó là tôi nói đúng luôn á. Dạ. Mệt lắm. Thôi con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ cho con những cái câu chuyện tâm linh và những câu chuyện rất là ý nghĩa ha cô ha. Dạ. Khổ lắm. Ở đây là ngày trước ghê gốc. Mướn người khác đấy chứ làm gì có được như vậy. Cái con nhỏ này nè, đào là không có được đâu, đá không à. Bắt đầu ông giấy ông, nếu con mà linh thiêng á, thì con cho ba đào vừa cái quách của con thôi. Đúng vừa vừa đào vừa vừa bổ khít cái quách thôi chứ không có bao giờ đào dặn lên. Đây đá không à? Đá không mà là gây vô vú không à. Ở đây gây không chứ làm gì có được đâu. Em nằm ở đây 30 mấy năm trước rồi em nằm ở đây không à. Đó. Vậy hả? Hỏi ông nó biết á. Chị anh là coi như là anh ngủ đây luôn hả? Ờ. Không ngủ đây mà. Dạ. Yeah. Không, ý con nói là những cái sư thầy á lại đây á. À, đó đó. Ở dạ. Trong Cần Thơ trong miền Tây là duyên tôi đi dọc đường thì tôi gặp quý vị thì nói chung trong đời quá khứ kiếp trước quý vị cũng đã gây tạo nhiều cái ác nghiệp thì thành ra cái trong đời này mình phải trả như vậy thì coi như quý vị cũng được một cái chùa ni ở đây đại diện ra để mà quy y tam bảo cho quý vị thì tôi cũng là pháp danh là gì Phổ Hiền thì cũng cầu cho quý vị được tu tập được sớm mau siêu thoát được đầu thai làm một cái kiếp người là một cái con người tốt nha quý vị, không thì mình sẽ về một cái cõi an lành. Thì hôm nay tôi có đi ngang ở đây tôi mua mấy hộp sữa với lại một bó nhang để tôi cúng quý vị. Nè cả nhà, thì trước ống kính màn hình cả nhà nhìn thấy đây là hai ngôi mộ, đây là hai ngôi mộ cũng là những sinh linh bị ba mẹ của mình ruồng bỏ vứt bỏ tại nơi đây thì đã được những người dân nơi đây và làm lên lập những cái ngôi mộ này và nói chung nơi đây rất là linh thiêng luôn. Thì mỗi đêm hay là mỗi buổi trưa gì đó thì Thi Lê thấy vòng vòng ở đây người ta cũng như là xin số đề rất là nhiều luôn, nhưng mà mấy bé ở đây rất là linh thiêng luôn, cho người ta trúng nên người ta mua những thứ đồ chơi này nè cho mấy bé đó cả nhà đó.
đây này. Đó, nó cúng mấy hộp sữa xong nó nói nó mời để con lên cũng uống cho mẹ thấy. Rồi bắt đầu nó nhỏ giọt 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 ra. Dạ chú. Đó. Là mẹ của không có. Cũng như người ta tới khách người ta đó thịt cúng nhưng mà nó là mấy đứa nhỏ. Đó, mấy cái kêu mấy cái dòng súc á thì nó bỏ ở đây. Thì cũng như là mình là lớn là kêu bằng mẹ là kiểu xưng là nó là con là cháu kiểu mẹ mà là mẹ nuôi đó, hiểu rồi. Giống như mình kêu vậy xưng vậy ha, như mình cũng vậy. Ví dụ mình muốn làm cha nuôi nó thì mình làm thì mình cũng giải như vậy thôi, chứ nó không phải là thần thánh vậy. Nói chung thì con có duyên, nếu không có duyên thì nghe thôi, có việc vô đây sẽ ré. Chứ ở đây là cậu. Dạ. Cậu là chính xác nhất. Dạ, cậu. À, còn mấy đứa này là mấy đứa nhỏ. Đó, nó bỏ mấy đứa mới làm á, bên kia con đứa nó kia. Dạ. Đó. Mới làm cái máy rồi. Làm máy vòm cho nó đó. Rồi, còn bên đường này xe lửa đó. Sữa nha quý vị. Nay tôi có việc tôi đi ngang qua đây thì tôi mua những hộp sữa với lại bó nhang tôi cúng quý vị. Quý vị ở đây gán tu tập mà mau sớm siêu thoát đầu thai là một con người tốt. Thằng mập này xin gì mày? Quý vị gán tu tập nha quý vị. Không hờn, không trách, không hận thù nữa nha. Sao mà hôm nay lại có sự hiện diện của cái những ngôi mộ này nơi đây thì cả nhà cũng nhìn thấy ở trước ống kính màn hình nè, đây là cái đường gầy xe lửa, và cái đường gầy xe lửa này làm biết bao nhiêu lần luôn mà không được, nhưng mà cũng như làm cứ làm người kỳ nè, lần nào cũng bị trục chặt cái này trục chặt cái kia, nhưng mà cái người mà đứng ra làm cái đường gầy á đã giống như là cúng kiến mấy bé nơi đây, và mấy bé nơi đây đã linh thiêng và đã cho làm cái đường gầy xe lửa được, và mới xây những cái ngôi mộ này cho mấy bé này cả nha. Cái này xây ngộ không Vi? Đừng nói gì chứ. Không, cái này tự nhiên luôn hay sao á? Ý nó tảng đá lắm thôi. Thank you.
5 sao 83. Đẹp nhiều, mấy người ta xin làm ăn cũng nhiều, cũng ít số đời lắm, đời là nó lén ăn trưa. Nói chung là con không có cầu những cái cờ bạc. Cái là giờ mình được chơi mấy cái đó nhưng mà mình xin làm ăn, công chuyện của mình. Ví dụ tài xế rồi nó ghé đây cả ngày cả đêm mà xin đi đường, chạy đường dài, nói xin cậu không đùa cho đi đến đâu giờ đến chốn. Ví dụ mua bán làm ăn, có đất có đai gì đó mà.